này trồng quá trời lô hội luôn ha. Rồi tiếp nối hành trình thì em mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng đi đi vô chợ cũ. Chợ cũ Cai Lậy là một ngôi chợ rất là lâu đời, có từ thời thời Pháp, ở ngay cái chân cầu cầu Đúc, cầu Cai Lậy. Ngày xưa thì những cái xuồng ghe hay neo đậu ở khu vực này lắm, nên tập trung thành cái chợ. Ở đây nhà xưa, nhà tôn. Không sao. Cái hẻm này thông ra cái đường chợ luôn. Chợ có hai đường, một đường cặp mấy sông và một đường kế cái đường cặp mấy sông luôn, cũng song song với nhau luôn. Nơi đây có cái ngôi trường rất là xưa, trường Cai Lậy ngày xưa, bây giờ là trường Đốc Binh Kiều, rồi sau này đổi tên thành trường bây giờ là trường Mầm Non hay gì đó. Bên đây là phía sau trường, ngày xưa hay học trường này nè, ở trên cửa sổ đó nhìn xuống chợ. Chợ này là những cái con rạch, nhỏ nhỏ. Đi dạo vào mình chơi. Nhìn lại những người xưa thấy họ cũng già đi, mười mấy năm, 15 năm. Sau 15 năm mà quay lại khu vực này. Còn cái chợ mới thì bây giờ cũng rất là đông, rộng. Chợ mới đi xa. Mình quay lại cái trường, hình ảnh của trường cũ. Cho nên em sẽ post lên cái tấm hình ngày xưa của ngôi trường này, cũng là cái cổng trường này luôn. Cổng này đó hồi đó giờ luôn á. Rồi thì khác cái tên thôi. Cái cổng từ thời Pháp hả? Cổng từ thời Pháp luôn á. Phải dấu ấn lịch sử ở ngôi trường này. Bây giờ chúng ta có dịp quay lại và nhìn về trường xưa. Bây giờ trường Phan Văn Kiêu. Do mùa này là mùa hè nên ra rất là trống vắng. Và nhìn khuôn viên của trường này. Theo hướng này mình sẽ lên chợ. Tao đi chợ này anh cho đây. Chợ hướng này. Chợ hướng này nè. Hướng kia là chợ mới. Đây chợ chiều nắng quá. Do bây giờ chợ này chỉ là những người ta có nhà ở đây, người ta bán thôi, chứ không có sạp gì ở đây nữa hết. Những cái sạp tự phát á. Những tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ. Ở đây có cái tiệm vàng rất là lớn, tiệm vàng Phan Ngọc. Ở đây có bán lưới bắt cá 12 cửa ngục. Và đây có cái chùa Bà Cai Lậy.
chùa có từ thời xưa luôn. Mình nhìn những kiến trúc này đấy là của người Hoa. Những cái mái ngói rất là đẹp. Cái mái ngói sành này người ta kêu bản gì qua anh sao? Mái âm dương hả? Âm dương là màu đen không? À, này cũng âm dương nhưng mà này dạng nhìn nó cao cấp. Mà nhìn cái mái này thấy chất lượng rồi đó. Nó không bị rong rêu á. Sẵn đến đây rồi thì mình đi lang thang một vòng ở cái vùng quê này. Biết đâu trong những hình ảnh này cô chú anh chị mình nhận ra người quen thì sao. Đây có tiệm vàng Phan Ngọc, là tiệm vàng rất là lớn ở đây. Đây có cửa hàng bán xe máy, xe đạp. Cửa hàng nông ngư cơ. Quay ngang vậy là nó lâu đét lắm. Tại thường thường chị biết là chị chằn á, chị chằn dày. Chị chằn dày thì nó không có bị gì đâu. Theo hướng này là mình ra cầu Đúc nè. Cái đường lúc nãy cặp bờ sông đó. Ngày xưa đi học ở đây thì có em cũng ở khu vực này nè. Ở nhà của thằng bạn. Lâu lắm rồi. Hồi xưa cặp bờ sông người ta bán đồ tàu máy nhiều lắm. Lại bán theo kiến trúc đồng nhất á. Cái nhà này cổ rồi. Không có nhà nó kiến trúc xưa này. Cái này cái đồ bơm nước, cuốc rồi búa. Cái nhà này ngày xưa em ở đây để đi học nè. Hồi xưa đi học ở trường kia, ở nhà này hay nhà này gì nè. Ở chung với bạn ở đây nè. Xưa chỗ này là chợ cá đúng không? Giờ thì không có còn nữa. Đây là cái công viên nhỏ nhỏ. Những cái hình ảnh rất là hoang sơ ở chợ cũ này. Bây giờ cũng là đường mới, tên mới. Ngày xưa đây chắc là muốn bán cho tàu, cho thấy tàu nhà đồng không ạ? Ừ. Này thì hơi vắng. Tại vì hồi xưa đây là giống như cái cảng vậy đó. Cái nơi trao đổi, nơi trao đổi hàng hóa, lúa gạo rồi đó. Ngày xưa trên Cù Lao Long Hồ của mình thì cũng vậy. Nơi tất cả tàu bè từ Sài Gòn về miền Tây ghé đó. Con đường rất là sung túc. Sau này thì đi làm đường bộ nhiều. Cho nên là những khu vực chợ như thế này thì cũng hơi vắng. Đây chúng ta có cái chợ, cái nhà giống như chung cư. À,
đây bán đồ tre rất là nhiều. Ở đây yên ắng quá. Gần đây có cái đường hồi xưa là đường Tứ Kiệt, nhưng bây giờ tại ở đó có cái lăng ông Tứ Kiệt, lăng Tứ Kiệt. Lưới bắt cá cô bán quá trời lưới bắt cá luôn. Dạ, đây chuyên bán lưới, những đồ bắt cá 12 cửa ngục đó. À, đây có cái cầu đi thẳng qua đây thì mình qua cái nhà thờ. Cầu này cũng thuộc dạng cầu xưa. Đây có chú Đan Sơn vậy. Nên là dưới gầm cầu. Dưới gầm cầu lúc nào cũng mát mẻ. Mình đi về chỗ nãy nghe nè. Này hôm nay đi luôn đi à, cũng tới giờ hẹn rồi. Rồi chú Đan Sơn cái gì vậy chú? cái chéo của cái dàn giáo thôi chứ. À đúng là một ngôi chợ sầm uất. Thở nào bây giờ thì vắng lặng rồi ha, do có cái ngôi chợ mới nên thành ra bà con đã tập trung qua chợ mới bán hết rồi. Nhìn thấy những cái cảnh rất là điều hiu yên ắng. Bây giờ không thích hợp buôn bán sầm uất ở đây nữa, không thích hợp như ngày xưa nữa. Nhà này làm than, rất là nhiều than đá, than than đá không đâu, không có than tre, không có than củi. Hướng này cũng vô chợ cái trường Đốc Minh Kiều lúc nãy, trường Cái Lậy lúc nãy. Ở đây những cái địa danh xưa đều gắn liền với chữ Cái Lậy, như là trường học, trường Cái Lậy, chợ Cái Lậy, cầu Cái Lậy. Rồi thôi mình đi hết chợ rồi, hẹn gặp lại các anh chị và bạn trong những cái video sau nha. Một vòng ngôi chợ cũ Cái Lậy, và nếu có dịp chúng ta sẽ gặp nhau trong ngôi chợ mới nha, nếu có thời gian. Rồi thông qua video này xin gửi các anh chị và bạn những hình ảnh ở chợ cũ Cái Lậy và cái ngôi trường Đốc Minh Kiều ngày xưa. Còn xưa hơn nữa thì có cái là trường Cái Lậy. Nhưng thông qua video xin chúc các anh chị và các bạn lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Để tiện việc theo dõi thì các anh chị và các bạn hãy nhấn nút đăng ký, nút đỏ, subscribe hoặc là hình cái chuông, để khi mà có video mới sẽ các anh chị sẽ thấy nhanh hơn và sớm hơn. Đây là lăng ông Tứ Kiệt, bốn cái vị này rất là giỏi.